clip ban đầu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một hiệu ứng biến đổi của nhân vật hút. Ở trên màn hình thì các bạn đang xem là có những dữ liệu và diễn viên của mình cho vào một sợi quần. Tiếp đến chọn đến panel color và ta tìm đến mục của gray. Dùng ống hút để hút màu ở bàn tay. Khi đó sẽ tạo ra 3 điểm key. Kích chuột trái của điểm key và mình thay đổi lên trên hoặc xuống dưới, chỉnh về cái màu sắc green sao cho giống với màu của nhân vật hút. Tương tự, ta dùng ống hút ta kích thêm vào màu bàn tay để tiến chỉnh thêm cái màu nó green nó hơi đậm hơn một chút. Tiếp đến ở trong cái bảng Effect Control, tôi tìm đến Opacity và chọn và tạo một cái mask bao quanh cái bàn tay. Chỉnh độ mask fuzzer lên 25% để cho cái đường viền nó hòa quyện vào với cái background. Ở phân cảnh thứ hai, mình cũng làm tương tự, sử dụng ống hút ở mục quê để chọn điểm màu và chỉnh thông số. Mình kéo rộng cái mask nó ra, nó bao quanh phần đùi và phần người của nhân vật. Tương tự với cái đoạn clip trực diện, đoạn này thì dễ hơn, toàn bộ cơ thể là màu xanh vì đoạn này là không có cái hiệu ứng chuyển đổi. Bây giờ mình sẽ import thêm những dữ liệu để hoàn thiện cái đoạn clip như sau. Mình import nền và import nhân vật xíu 3D vào. Thêm một chút hiệu ứng vào ghép nhân vật 3D khớp với nhân vật trong đời thật. Và mình thêm những cái hiệu ứng âm thanh và âm nhạc kỹ xảo và hiệu ứng biến đổi của nhân vật hút. Clip hoàn thiện thì các bạn xem ở trên đầu video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.